thương, chúng ta bên nhau quyết sớm học hành. Trường của ta trên quê hương Thái Bình, trường của ta bên dòng Trà Lý trong xanh. Mỗi mùa hè qua mang theo bao kỷ niệm, sân trường lại vang một tiếng cười rộn rã. Nơi đây tiếng khoe giang khi mùa thi, hàng cây in bóng say sưa hoàn tâm bài. Ta không bao giờ quên ngày mùa vui thi đua trên ruộng đồng, cùng gần hái những bông lúa thơm nồng. Này bạn ơi, mai đây xa trường, ta sẽ bay về mọi miền của tổ quốc yêu thương. Ta sẽ mang theo bao kỷ niệm về trường xưa yêu dấu. Vì trong tim những lời thầy cô, người đã chăm cho ta đôi cánh ước mơ. Bay tới những chân trời rực hồng, một mùa xuân mới tương lai. Bao năm trong cuộc đời, anh như là người bạn thân cùng tôi sẽ chim muôn phi, cùng chung bao ước muốn cho ngày mai, ta cùng giấc mơ cho tương lai. Cảm ơn trời, người ban cho ngày vui khó quên trong tôi. You, người cho tôi bao câu ca tuyệt vời. Là người cho tôi tình cao quý trong cuộc đời. Tình bạn ta mãi mãi không hề phai, ta cùng bước trên con đường dài. Cảm ơn trời, người ban cho tình thân khó phai. You and I, buồn vui ta đã cho nhau niềm tin. You and I, ngày đêm ca hát cho vơi sầu đau. Nhau trong đời dẫu xa nhau muôn trùng, tình bạn thân thiết không bao giờ sẽ không phải trong cuộc đời hai chúng ta. Người bạn thân bao năm trong cuộc đời, hẹn như là người bạn thân cùng tôi sẽ chia muôn phi, cùng chung bao ước muốn cho ngày mai, ta cùng giấc mơ cho tương lai.
mãi cảm ơn trời, người ban cho ngày vui khó quên trong đời. Trời, người cho tôi bao câu ca tuyệt vời. Angel, là người cho tôi tình cao quý trong cuộc đời. Tình bạn ta mãi mãi không hề phai, ta cùng bước trên con đường dài. Cảm ơn trời, người ban cho tình thân khó phai. You and I, buồn vui ta đã cho nhau niềm tin. You and I, ngày đêm ca hát cho vơi sầu đau, và ta sẽ nhớ nhau trong đời. Dẫu xa nhau muôn trùng, tình bạn thân thiết không bao giờ sẽ không phải trong cuộc đời hai chúng ta. Bằng lăng má đượm màu tím biếc, em đi qua bâng khuâng chợt tiếc, ôi màu mực tím năm nào. Nắng gửi gì cánh hoa mỏng manh khe khe nắng, và xin trời ngừng gió. Em ngập ngừng tình phai. Tóc ngang vai, ai biết ai đợi chờ. Em cánh hoa, trang sách ngẩn ngơ. Tím bằng lăng, ôi nhớ màu mực tím ngày thơ. Hoa bằng lăng má đượm màu tím biếc, em đi qua bâng khuâng chợt tiếc, ôi màu mực tím năm nào. Nắng gửi gì cánh hoa mỏng manh khe khe nắng, và xin trời ngừng gió. Ngập ngừng tình phai. Tóc ngang vai, ai biết ai đợi chờ. Em cánh hoa, trang xanh ngẩn ngơ. Bằng lăng tím treo khăn, vẫn vương
trưởng, mỗi người thương và rất nhiều những cái ngành nghề khác nhau và tất nhiên là đóng góp cho xã hội trong quê hương rất là nhiều. Nhưng mà trong tất cả những cái nghề nghiệp đấy thì có một cái điểm chung rất là thú vị, đấy là lớp mình có rất là nhiều sĩ. Thứ nhất là bác sĩ, mười mấy bác sĩ cơ. Thứ hai là nghệ sĩ nhân dân thì chỉ có một duy nhất Trung Hiếu thôi. Thế và cũng có một điều đặc biệt thứ ba là niềm vinh dự của tôi, đó là có một cứ gọi là thi sĩ đi. Cái làm thơ ấy nó sẽ làm với cách để cân bằng cái cuộc sống, những cái không gian vất vả thường ngày. Thì là trong những cái lúc mà không hẳn là thư nhàn đâu, mà kể cả trong những cái lúc mà vất vả nhất, đôi khi bị lý thơ nó hổn thức ra thì mình cũng phải nắm lấy để mình tham gia cảm xúc. Đấy thì cái bài thơ Hương Về Trong Phố nó có một cái rất hay là cái nó được ra đời trong một cái hoàn cảnh nó cũng khá là đặc biệt. Đó là khi mà một cái ngày tháng 10 của Hà Nội trời rất là mưa miên man, tức là cái lá vàng cứ rụng xao xác cả và làm cho mình cảm thấy rất là rung động. Thì cái ngày hôm đấy thì có một cái điều đặc biệt là tôi lại đi cùng với một cái người bạn lớn của tôi, một cái bạn rất thân đang cầm máy ảnh ở kia và cũng là một cái thành viên của lớp mình. Thế thì hai đứa đi dạo phố thì tôi mới ngó vào một cái cửa hiệu thời trang, thì tôi thấy là có một cái tín hiệu ra mùa nó rất là rõ nét. Tức là cái cô mang nước canh ấy là hàng ngày cô mặc một cái váy rất là mỏng mảnh mong manh, thì cái ngày hôm đấy và cái một cái ngày hôm trời mưa đấy cô đã mặc một cái áo choàng. Thế là một cái tín hiệu mùa đông của nó về và tự dưng ý thơ bật ra, và ngay tại cái thời điểm đấy thì tôi đã bắt đầu biết. Thế thì cái bài thơ này sau khi được viết xong thì tôi cũng thi thoảng và tôi cảm xúc lại đăng lên Facebook. Thì có một cái người bạn của tôi ở bên Nga ấy, thì là chị đã rất là cảm xúc về cái bài này và chị đã viết thành một cái bản nhạc gọi là Mưa Về Trong Phố. Thế khi cái bản nhạc đấy được phát trên Facebook thì nó được một cái hiệu ứng rất là lớn, là có một số người nghe, có một số nhạc sĩ nghe được cái bài hát này và mọi người lại muốn có một cái giai điệu khác, và bắt đầu là mọi người đến thời điểm hiện tại là riêng cái bài thơ này là có 4 nhạc sĩ đã viết rồi. Thế nó rất là đặc biệt bởi vì là thơ của Trần Anh Thư thì chưa bao giờ được truyền tải thành ca khúc. Nhưng đến khi mà được truyền tải thành ca khúc thì nghe ca khúc đầu tiên thì nó lại được 4 người cùng viết. Thế đó là một cái niềm hạnh phúc rất là lớn của tôi. Thế trong cuộc đời, trong những cái giây phút thăng hoa. Thế thì là hôm nay mang về với lớp mình thì tôi có mang về một cái sáng tác của nhạc sĩ Mai Tuấn Hải. Đó, cái nhạc sĩ Mai Tuấn Hải là anh ấy viết cái bài hát này và tôi cảm nhận được là nó có một chút gì đấy của tất cả chúng ta trong cái cảm xúc giao mùa của Hà Nội rất là đẹp đấy. Thế thì đầu tiên thì tôi muốn đọc để tặng hai cô giáo của lớp mình và các bạn của lớp mình nghe về cái bài thơ Mưa Về Trong Phố. Một chút mưa nghe đông về trong phố, phố thở dài ngóng chiếc lá vàng bay, ai hờ hững choàng khăn chờ gió lạnh, một chút tháng 10 dưng dưng heo may. Tháng 10 ơi, nghe mưa về trong phố, phố trầm tư dạo một bản nhạc buồn. Nàng ma tơ canh lặng yên không hát, chiếc áo choàng khe khẽ gọi mùa sang. Tháng 10 ơi, tóc nâu trầm ngang phố, phố dịu dàng thu đã đi chưa. Mùa yên lặng, chỉ em là hiểu những viền gen thoáng sau mưa. Đó là cái bài thơ của anh Thư. Thế thì nhân cái dịch mà họp lớp mình như thế này thì có một cái người bạn, một thành viên của lớp mình ở rất xa xôi nhất, và mặc dù là hội lớp hội khóa không về được, nhưng bạn ấy luôn ngóng chúng mình từng giờ từng phút.
Và ở bên nước cũng xa xôi thì bạn đã tập thử cái bài Tháng Mười Mưa, tức là phổ nhạc của nhạc sĩ Mai Tuấn Hải, thơ Trần Anh Thư. Và bạn nói là muốn gửi tặng các thầy cô và các bạn A1 nghe cái giọng hát của bạn từ phương xa gửi về. Thì bây giờ tôi muốn hai cô và các bạn lắng nghe giọng hát của bạn Trần Thùy Dương gửi về tại nước Úc xa xôi ạ. Mà ta đã nhớ mong dáng ai buồn lặng lẽ xa vợ chồng, mưa tim trời thành phố yên bình, phan hương hờ như đời gió heo may, cà phê phố lặng nhìn mưa trên phố, cà phê thơm thoảng hương tóc rêu trầm, đau chậm ơi mưa, mưa bữa về trong phố hát hiu hàng cây, mưa về trong phố ướt đôi mi gầy, mưa về trong phố thoáng nghe buồn tay, mưa về trong phố thoáng ai quên mình, tháng mười mưa. Cảm ơn bạn Trần Thùy Dương từ Úc xa xôi gửi bài hát cho chúng ta. Kính thưa các bạn, kính thưa cô giáo, kính thưa các bạn, là để tổ chức buổi hôm nay thì là có được sự chuẩn bị rất là chu đáo của ban nhạc của lớp. Thì trong quá trình chuẩn bị thì chúng tôi đã cả lớp đã bầu ra được trưởng ban nhạc của lớp, và sau đây tôi xin giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, trưởng ban nhạc của lớp 12A1 chúng ta. Kính thưa cô Liên, kính thưa cô The, kính thưa tất cả các bạn. Hôm nay thì gọi là chúng ta lập ra một cái ban liên lạc để gọi là còn lớp trưởng, lớp phó rồi bí thư chúng ta vẫn cứ giữ nguyên. Thế nên là chúng tôi là những người gọi là tay sai thực hiện thôi, đem chỉ đạo. Một ban liên lạc thì tôi cũng trân trọng giới thiệu là chúng ta có Hà Nội để miền Bắc, miền Nam. Cũng chậm chậm giới thiệu các bạn, để tôi giới thiệu đến bạn nào bạn ở lên ngay nhé. Và chúng ta công tác thủ tục thì chúng ta làm càng nhanh càng tốt, chứ không chúng ta đừng để như hôm qua là ai nói nhiều là bị đuổi xuống đấy. Tôi nhá, giới thiệu bạn Ngô Trọng Hưng đấy, trong ban liên lạc.
Bạn Hương là bạn Hương không phải là con bố tên là Nga đâu mà đấy là mẹ bạn Hương, chứ còn bố là quê nhé. Đấy. Thứ hai, trân trọng mời bạn Nguyễn Mạnh Cường. Cường thì không phải là bố tên là Tô đâu mà bố tên là ông Kiên. Đấy. Đấy. Còn con cũng xin lỗi là cứ hay gọi tên bố tên mẹ cho dễ nhớ. Trân trọng giới thiệu chị Vũ Hoàng Oanh, chị tên rất sang. Chị này là con ông Vũ Bão. Ông Vũ Bão thì không phải là ông ở trong ấy đâu, ông ở cái gì nhỉ, Quốc hội à? Đấy, thế rồi trân trọng giới thiệu bạn Trần Anh Thư. Đấy, nhà thơ Trần Anh Thư. Đấy, bố là đồng chí Trần Văn Khoái. Đấy, Văn Khoái. Rồi trân trọng giới thiệu bạn Trần Anh Dũng, bố là ông Đô, gọi là Trần Đô. Đấy, anh đây đây. Và thế còn một bạn nữa, trân trọng giới thiệu đại diện phía Nam, bạn Lê Hồng Giang, con thầy Tặng, gọi là con ông Lê Tặng. Trân trọng mời anh lên đây ạ. Và đây, thế là 1, 2, 3, 4, 5, 6 và tôi là Nguyễn Trung Hiếu, con ông Pháo, gọi là Nguyễn Pháo. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 người. Thế hôm nay ban liên lạc của chúng ta là có 7 người. Rồi, đấy, chúng ta đây là cả lớp đấy. Thế thì kính thưa các bạn, thì tôi cũng nói ngắn gọn là cũng thay mặt cho ban liên lạc thì rất cảm ơn các thầy các cô, cảm ơn các cô, cảm ơn tất cả các bạn. Chúng ta đã từ tất cả các cái miền xa xôi. Hôm nay lớp thì chắc là chỉ vắng lên như có 1-2 bạn thôi, là bạn Lâm thì bị ốm và bạn chúng ta vừa nghe bạn Dương thì ở Úc không về được, còn lại gần như là lớp ta là đủ hết. Thế thì đây là một trong những cái hội khóa rất kỷ niệm, rất ấn tượng các cô ạ. Thế thì bọn em cũng rất xúc động và làm sao 30 năm, 25 năm về không đủ, nhưng 30 năm rồi cố gắng làm sao 35 năm, 40 năm bọn em bị giữ khoảng 70 năm. Đấy, cố gắng là chúng ta vẫn có hội khóa 70 năm. Đấy, thế thì thôi đấy là cái mong muốn mà thôi, không nói nhiều nữa, chỉ mong rằng là chúc cho tất cả các cô, các thầy, các cô thật nhiều sức khỏe, tiếp tục cống hiến, các cô vẫn giữ tinh thần như thế này để cho bọn em lúc nào nhìn thấy các cô cũng thấy đấy một cái niềm vui, là một cái nơi để chúng em phấn đấu, một cái bến bờ của chúng em. Rồi thay mặt cho lớp chúc sức khỏe các thầy cô, chúc sức khỏe tất cả các bạn, uống rượu thật nhiều nhưng vẫn phải giữ mình, và các bạn nữ thì lúc nào cũng xinh đẹp. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Trân trọng mời cô Liên ạ. À, trân trọng mời cô Liên chủ nhiệm lớp 12A1 cô Liên ạ. Cô được vinh dự mà chủ nhiệm em 2 năm, thế mà không được trọn vẹn cả 3 năm, chỉ được 2 năm thôi. Nhưng mà trong 2 năm ấy các em để lại cho cô rất nhiều những kỷ niệm rất là sâu sắc. Trước hết còn nói nhìn lại những gương mặt ở đây, cô có thể điểm lại được gần hết tên và nói như anh Nguyễn bảo là phải tên bố ở đây. Thì nó không nhớ. Bây giờ thì phải xin cái quả của những người nhà lớn. Bây giờ vẫn gọi ạ. Bây giờ vẫn gọi ạ. Mà nhìn cái gặp trưởng thành, các em đã tham trường, cô vẫn nhớ học bài, thăm hỏi cô cũng muốn vào thì treo hầu như là tất cả. Khi cô vào Sài Gòn thì những bạn nam mà chắc cũng lại đến tìm đến cô ở đâu cũng gặp mặt rồi. Nhưng đến nay mà nói, cô thấy cái nghề của bọn cô thì là một cái nghề, thì đúng là người ta tặng một cái nghề cao quý. Và cô cũng nói với các bạn tự nhiên với cô, lần sau nếu được lòng người nữa, cô lại sẽ chọn nghề đại học. Là hôm nay về đây lớp mình vẫn là cái lớp A1 không chẳng nhất, không ngờ nhất. Nên là dù sao cũng không, nhưng mà rất là sát của một viên như thế.
cùng quan này. Quá tốn to đấy nhiều. Chúng em xin một lần nữa được rất là cảm ơn cô vì những cái lời chia sẻ, đặc biệt là cái tình cảm sâu sắc mà cô đã dành cho chúng em suốt thời gian qua cũng như bây giờ. Và cũng như là nhiệm vụ của cô giao trong thời gian tới thì chúng em cũng hứa với cô là luôn luôn sẽ cố gắng để mà giữ vững cái hình ảnh các bạn của lớp A1 trong lòng cô, và cũng chỉ mong cô luôn luôn là cho cô luôn luôn khỏe để chúng em còn được dõi theo các cô, để cùng được là các cô chia sẻ những vui buồn. Xin được cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ vâng. À dạ vâng, xin mời cô. Làm người trở thành con sông khách nghiêm nhỏ xoay trèo mắt phải tới nơi gieo mầm thơ để cho đời ngắt tuổi cao về với đời thừa khắc qua sông thuận một tơ vương tấm lòng. Em trân trọng mời cô The nữa, trân trọng mời cô Hoa Đô em cầm cách. Đậm đà sắc hương, có những bài ca nghe rao rực lòng người. Bài ca ấy, loài hoa ấy, đẹp như em. Người sao? Xin mời các bạn nhé, chúng ta cùng nâng ly nhé. Vâng. Một, hai, ba. Chúc các cô khỏe.
toàn bị cái nhờn. Nhưng hôm qua đến nay thì về lớp cô được nghe các em nói chuyện nhiều và các danh ca hát cũng hay và cũng rất nhiều. Thế bây giờ đến lượt cô đại khái là đại khái là hôm nay về họp mặt với lớp hôm nay thì cô rất mừng với nhiều lý do. Lý do thứ nhất là các em đã để lại cho cô những kỷ niệm quý giá, để lại trong cô với những cái giáo viên như cô thì rất là quý mà cô không ra được với cô, vừa là người mẹ cho nên thật rất là thắm lòng của cô thì lúc nào cũng muốn các con khỏe mạnh, muốn các con yêu thương nhau, mình làm sống làm sống với nhau. Nói chung là 30 năm rồi thì nó hơi nhờn thì được kệ chứ bỏ qua rồi. Rồi mời cả nhà. Cả nhà mời đi. Em ơi đưa buổi sáng. Để chúng nó khóc hết được kìa. Dừng hết rồi thôi. Không phải, tôi đã bảo rồi. Nó giảm mà tôi mà. Tôi đã bảo nó giảm rất nhiều. Không phải. Cảm ơn rồi. Cảm ơn rồi.
về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người. Trẻ chúng như cụm hoa hồng, hồn nhiên như là ánh lửa. Chiều hôm khi gió về, cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khô. Cây có hiệu vì sao, chim thường kéo về làm tổ. Và em như cũng lăn mọc từ những cành cổ thụ già kia. Và tôi và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu may nhờ duy chịu, phải đâu trong đông cũng đành. Phải không em, phải không anh? Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân. Là
nuôi cho tôi tình cao quý trong cuộc đời. Tình bạn ta mãi mãi không hề phai, ta cùng bước trên con đường dài. Cảm ơn trời người ban cho tình thân khó phai. You and I, buồn vui ta đã cho nhau niềm tin. You and I, ngày đêm ca hát cho vơi sầu đau. Tình bạn thân thiết không bao giờ sẽ không phải trong cuộc đời hai chúng ta. Rơi rơi trên tàng cây ngại ngùng, chiếc lá xanh bay bay theo cơn gió đùa vui, và làn gió khẽ tung bay tà áo ai trên đường về, để lòng thêm bồi hồi ký ức xưa. Nhớ tháng năm vô tư không lo lắng điều gì, sáng sáng nhanh chân theo những tiếng trống chuông vàng, từng tà áo trắng xinh tươi từ bước chân trên con đường đi, nụ cười xinh khóe môi mỗi ngày đến trường. Vẫn ban đến vui vẫn ngày xưa ở lại nơi đây, dòng lưu vẫn trên tay tình bạn viết thêm mỗi ngày. Vẫn như nghe từng tiếng cười vang ở lại đâu đây, và ánh mắt trong veo dịu dàng như vẫn thấy. Còn nơi đây là nơi ngày xưa thường ngồi ngân, từng câu hát tặng riêng một ai để vui thế mà. Nhành hoa thấm đỏ rơi đầy xuân mùa thì đang qua, chẳng kịp nói cho nhau bao lời khi chia xa. Nén chữ dư thân thương ghi thêm những lời dạy, để đến hôm nay em vẫn còn nhớ lời thầy. Giờ đây đã lớn khôn hơn, đã trải qua bao điều nhọc nhằn, để thì nhớ biết bao những ngày êm đềm. Vẫn ban đêm vui vẫn ngày xưa ở lại nơi đây, dòng lưu bút trên tay tình bạn viết thêm mỗi ngày. Vẫn như nghe từng tiếng cười vang ở lại đâu đây, và ánh mắt trong veo dịu dàng như vẫn thấy. Còn nơi đây là nơi ngày xưa thường ngồi ngân nga, từng câu hát tặng riêng một ai để vui thế mà. Nhành hoa thấm đỏ rơi đầy xuân mùa thì đang qua, chẳng kịp nói cho nhau bao lời khi chia xa. Vẫn ban đến vui vẫn ngày xưa ở lại nơi đây, dòng lưu vẫn trên tay tình bạn viết thêm mỗi ngày. Vẫn như nghe từng tiếng cười vang ở lại đâu